Chào mừng các bạn đã quay trở lại video Apple TV. Thế vậy là kênh của mình cũng đã hoạt động bây giờ năm nay là năm cũng có thể năm thứ 3 rồi anh em ạ. 3 năm hoạt động trong ngành bán điện thoại. Thì mấy năm trước thì kênh của mình phát triển rất là mạnh, thật sự các bạn ạ. Các bạn nào theo dõi kênh của mình từ lâu thì phát triển cực kỳ mạnh luôn. Vì hồi xưa mình bán toàn những máy cỏ thôi, máy trả tiền thôi. Nhưng bây giờ mình chuyển sang bán hàng máy cao. Với lại giá nó cao tiền thì anh chị em theo dõi mình ít hơn. Nhưng mà trong khi đó thì cũng có một vài nghìn bạn ấy cũng gọi là fan trung thành của kênh của mình. Thì cảm ơn các bạn đã đồng hành mình trong suốt thời gian vừa qua. Từ video sau mình sẽ khuyến mại cho các bạn mua điện thoại tặng giày, nhưng mà để video sau đi. Thì hôm trước nhà mình có dự án định bán giày, nhưng mà nhà mình lấy tầm 40-50 đô, nhưng mà 40-50 đô thì mình bận không đăng được. Mình sẽ đang tặng cho bà con. Bà con nào mua điện thoại bên mình thì mình sẽ tặng cho bà con. Đấy, nhưng thôi hôm nay thì mình sẽ đăng cho bà con kèo bình dân đây. Đây con 12 mini này, sáng nay mình cũng mua được một bạn khách nha. Con này thì hình thức đẹp keng. Pin nó pin 82, nhưng mình thấy pin 82 nó thấp quá, mình phải thay pin 100 anh em ơi. Đây này, pin 100. Con này phiên bản nó là phiên bản 128GB bà con nhá, 128GB này. Full chức năng máy xin nét này mobi thôi. Con này mình phải để cho bà con là giá 6.500.000 đồng. Theo chương trình là con iPhone 12 thường. Benzin màn zin full chức năng pin 91 12 thường màu đỏ nhá. Màu đỏ này thực chất là màu này nó rất là đẹp, nhưng mà nó kén người dùng. Không phải ai cũng thích cái màu đỏ này. Thì con iPhone 12 màu đỏ này thì mình sẽ để cho bà con là 7.900.000 đồng. iPhone thường quốc tế màu đỏ, máy benzin màn zin full chức năng pin 91 7.900.000 đồng, quá rẻ luôn bà con ạ. Thời điểm này iPhone 12 này tách cửa hàng khác người ta vẫn tầm bán được tầm gần 9 triệu cơ, không giá 7.000 đâu nhá. iPhone 11 thường đây anh em ơi, hôm nay về bốn con iPhone 11 thường nhá. Phiên bản 64GB, con này sẽ bao ghi nhá. Con này của nó là phiên bản 128GB, máy 11 thường màu đỏ, zin tiết điện full chức năng em nhá, zin tiết luôn thay mỗi pin thôi. Thì 128GB này thì mình sẽ để cho con 7 triệu. Con này 64GB mình để cho bà con là 6.700.000. Con này là 11 thường 128GB màu đỏ, màu tím nhá, màu tím này con này mình để cho bà con giá là, xem nào, mình suy nghĩ tí, con này để cho bà con là 7.4 anh em nhé, 7.4. Ok, được một thường gì đấy. Còn đâu với những cái con mà linh kiện này thì hôm trước mình có nói mình để cho bà con là 6.5.8 đấy, mà hôm nay mình sẽ sale xuống cho bà con là bán 5.7 thôi. Còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cây nữa anh em nhé, 14 cây iPhone 11 thường 5.700.000 đồng. Máy full chức năng benzin, màn linh kiện loại siêu đẹp luôn anh em ạ, màn này cực kỳ đẹp luôn nhá. Màn này không khác gì màn zin cả anh em ạ. Đây cụ thể cho bà con một máy trắng đây, nó không khác gì màn zin cả anh em nhá. Pin hơi thấp một tí, bạn nào muốn thay pin thì thêm 200.000 nữa anh em nhá. Đây giới thiệu đây, máy màu trắng này full chức năng anh em nhá, không đổi làm gì cả anh em nhá, rất là dẻo rồi, giá thì rất là dẻo rồi anh em ạ. Tiếp tục chương trình, à đây con iPhone X Max độ đây. Đi anh em nhé, không phải màn zin. Tiếp tục chương trình là iPhone X Max quốc tế full chức năng benzin màn zin. Những hàng này thì mình phải là ít nhất 6.500.000 vì nó là hàng đẹp anh em nhé, nó là đẹp luôn. 6.500.000 đồng X Max quốc tế anh em nhé. Con này thì 5.800.000 này, gọn thằng bên. Ai da, X Max này, X Max vẫn còn 2 cây X Max này, zin đẹp này, full chức năng này, pin 100 này. Thì con này, hai con này mình để cho con là 1.800.000 nhé. Thời điểm này X Max mà 4.8 thì quá rẻ rồi bà con ạ. X Max mà 4.8 thì không có đâu rẻ hơn rồi nhá. Mình xin ghét full chức năng luôn. Vì nó thật sự các bạn, thời điểm này hàng hóa nó về ít, về nó khan. Đây này, iPhone XR 128GB và 256GB này. Ôi trời ơi,
nhiều thế, XRP nhiều thế này. XRP 128GB này, 5 triệu này. 128GB này, 5 triệu này. 128GB 5 triệu này. Con xanh, có con xanh. Có một con xanh là 256GB. Đây con xanh này đi, con xanh này đi. 256GB. Pin 100% mình nhá, pin 100% 256GB. Đây các bạn. Giá thì cực kỳ rẻ luôn. 5 triệu rưỡi nhá. Vì nó là bản 256GB bà con là phải lưu ý này, là nó là bản 256GB em nhá. Đây, 6S Plus quốc tế này. 32GB này. Benzin màn zin này, full chức năng này. Con này mình để cho các con là 1.500.000 đồng thôi này. Để đủ vân tay nhá. 32GB này. Trên này hơi đen đen một tí là do cái màn già rồi nên là nó hơi đen đen một tí, không phải gì. 1.500.000 rẻ chưa anh em? Rẻ chưa? Quá rẻ rồi. 6S Plus quốc tế, 32GB, zin đét full chức năng, 1.500.000 đồng. 12 Pro hôm trước còn 5 cây, hôm nay có 1 cây duy nhất. 11.500.000 đồng 12 Pro zin đét đẹp luôn. 7G quốc tế zin nguyên áp nhé, con này là nguyên áp. Anh em có hiểu thế nào nguyên áp không? Nguyên áp có nghĩa là chưa bóc ra một lần nào, mà thậm chí là chưa động vào con ốc anh em nhé. Thậm chí chưa động vào con ốc, pin chỉ có 7x thôi. Thì con này mình để cho con là 1.900.000 đồng iPhone 7G quốc tế, 1.900.000 đồng zin từ con ốc anh em nhé. Con này hôm trước mình có đăng là 1 triệu mà không ai mua. Con này như mình kiểm tra hình như nó là tài khoản ẩn đấy, nhưng không sao, còn lắp sim chắc sẽ đầy đủ, full chức năng, 64GB, màn linh kiện lại siêu đẹp luôn. Thì con này mình để cho con 800 lỗ 200.000 nhá. iPhone 6S quốc tế full chức năng 800.000 đồng. Ok. À đây 11 Pro Max vẫn còn vài cây đây. Màn linh kiện này. À đâu, con này màn zin. iPhone 11 Pro Max quốc tế main zin, màn zin. Con này là báo thay màn, nhưng màn nó là màn zin anh em ạ. Màn nó màn zin mình phải bán cho con là 8.9 triệu. Anh em nhớ 8.9 triệu. 8.9 triệu. iPhone 11 Pro Max full chức năng màn linh kiện. Còn hai con này thôi thì mình sẽ để cho bà con là 7 triệu một cây. 7 triệu một cây. iPhone 11 Pro Max quốc tế này, full chức năng màn linh kiện lại siêu đẹp luôn, máy màu gold màu hot nhất trong các loại màu rồi anh em nhá. Để cho bà con là 7 triệu đồng. Con này thay lưng hơi khắm một tí, bên zin màn zin thay lưng. Máy màu đen. 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi là quá rẻ rồi bà con ạ. Anh chị em xem được con nào chúc con đấy anh chị em nhá. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh mình. Chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ và mạnh khỏe. Hello, chào xin chào anh em nhá. Đây mình lại có 5 kiểu quả bán anh em đây. Đầu tiên thì mình lên cho anh em con 7 Plus nhá, bay bát. Mất vân tay nhá, bay bát mất vân tay không sim nhá. Không cam sau. Bán cho anh em giá là 850.000 đồng nhá. Men zin màn zin nhá. 7 Plus bay bát. 850.000 đồng không cam sau. Mất vân tay. Tiếp theo đó là con iPhone 6G 64GB quốc tế. À, con này lắp được quốc tế nhá, 64GB. Nên chỉ không cần xin ghép, lắp được quốc tế không cần ghép, chỉ lắp sim vẫn ăn ngay. Không cần xin ghép, mất vân tay, pin 1 lít, 64GB. Bán cho bà con giá là quả rất chia đẹp luôn, bán đồ con giá là 600.000 đồng. Nên quốc tế rồi nhá. Tiếp theo đó là con iPhone 6 Plus bypass không sim. Main zin, màn zin. Pin 1 lít, bán cho bà con giá là pin 90. Bán cho bà con giá là 700.000 đồng. 6 Plus bypass không sim 700.000 đồng, vân tay, vân chân vân tay đủ nhá. Tiếp theo nữa là con iPhone 6 Plus, 6S Plus. Tài khoản ẩn thì các bạn dùng như một cái máy bình thường, quốc tế bình thường, lắp sim ăn ngay nhá. Các bạn còn lỡ gì xét lại thì mình vẫn chạy lại lên cho các bạn được như vân chân vân tay đủ, pin 1 lít. Bán cho bà con giá là 1 triệu đồng nhá. Main zin, màn zin nhá. Tiếp theo nữa là con iPhone 6S 16GB mất vân, main zin, màn zin. Bán cho bà con giá là 850.000 đồng. 6S main zin, màn zin, bán vào trong pin 1 lít nhá. Các bạn cần mua máy kèo vừa rồi thì liên hệ mình qua số điện thoại này nhá. Zalo nhá. 0782 0720910104 Hoàng Nhượng nhá. Xin chào anh em nhá.